Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Là mình đây, Trần Phú. Ở trên bàn của mình là hai chiếc máy gaming phone của Asus. Ở bên tay trái là ROG Phone 5, còn bên tay phải là phiên bản nâng cấp hơn của ROG Phone 5 là Asus ROG Phone 6. Đây không phải là video so sánh hai máy này xem có những gì nó nâng cấp và cải thiện nhé, mà là video test game Asus ROG Phone 5. Mình chỉ cho các bạn xem nhanh một chút thiết kế của ROG Phone 5 và ROG Phone 6 nó có gì khác nhau thôi. Đầu tiên về cái cụm cam, nhìn rõ ràng nhất là ROG Phone 6, cái cụm cam nó to hơn. Cái thứ hai, đây, số 05 này và đây là số 06 ROG Phone. Khác nhau thứ ba, Tencent Game của ROG Phone 6 được đặt theo chiều dọc, còn ROG Phone 5 nó theo kiểu chéo như thế này. Và một cái điểm đặc biệt hơn nữa là Dare to Play chỉ có ở trên ROG Phone 6 thôi. Nó giống như kiểu là Dare to Lead trên Realme ấy. Còn đây là Dare to Play. Các bạn thích cái thiết kế trên máy nào hơn để lại comment bên dưới nhé. Vào phần game space của máy, quen thuộc đúng không? Biểu tượng Asus. Mình có thêm hai cái game Genshin Impact và PUBG Mobile ở trong cái phần game space của máy rồi. Còn về hiệu năng thì sao? Mình sẽ để ở mức max luôn nhá. X-Mode Apply. Ok. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phiên bản Asus ROG Phone 5 mình có đây là phiên bản chạy Android 11 thôi các bạn nha. RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128. PUBG Mobile sẽ có mức mượt 90fps, tuy nhiên mình sẽ chơi ở mức HDR cực độ nha. Nhiều màu và khử răng cưa 2X. Ok. Mình điện tử sáng tầm khoảng 80%, hiện tại còn 84% pin. Snap 888 làm con chip vẫn rất là mạnh, nên là mình chỉ xem cái nhiệt độ nó có nóng quá hay không thôi. Ôi, không bắn được tên nào luôn các bạn. Đâu hết rồi ấy. Cái trigger trên máy này bấm cũng sướng này. Toàn bot thôi. Có còn hơn không. Về chất lượng âm thanh, từ ROG Phone 5 lên ROG Phone 6 nó có sự cải thiện. Kiểu các giải âm ở trên ROG Phone 6 mình nghe nó to hơn. Từ ROG Phone 5 lên ROG Phone 6 các bạn được nâng cấp từ 888 lên hẳn 8 Plus Gen 1 luôn. Bỏ qua 8 Gen 1. Mình chơi khoảng 11 phút rưỡi, còn 81% pin. Nhiệt độ mặt trước 40,7, gần 41 độ. Cao ấy. Nhiệt độ mặt sau 39,6. Biểu độ FPS của PUBG Mobile sau khoảng 11 phút rưỡi mình chơi. Nói chung thẳng thôi, nó không có vấn đề gì đâu. FPS trung bình nó rơi vào khoảng 59,7. Với Genshin Impact mình chơi ở mức max setting luôn, 60fps. Tắt motion blur. Hiện tại còn 69% pin. Mình có một thời gian chơi ở trên ROG Phone 6 ấy, mà trên lâu hơn một tí nhiệt độ nóng cực. Đặc biệt ở cái khung, nóng dã man luôn. Cho loa to lên một chút. Ở trong cái phần tùy chọn này này, đấy, thì ROG Phone mình thấy nó đa dạng hơn so với lại Red Magic. Các bạn có muốn mình làm một cái bài video so sánh hai cái đấy với nhau không? Đây à, cũng to ấy chứ. Loa từ ROG Phone 5 lên ROG Phone 6 có sự cải thiện các bạn nhá. Mình đang bật max loa rồi. Ui giời. Chạy đâu bạn ơi. Ấy kìa. Được cái dung lượng pin hai con này trâu nhở. 6000 mAh. Cho một quả. Ui giời. Áo đau 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 nha. Đây cho một quả này, đi luôn này. Ôi sợ quá. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Hiệu uống các kiểu luôn, mưa luôn này. Anh em nào mà chơi game trên ROG Phone, kiểu ROG Phone 5 hay ROG Phone 6 thì sẽ cần thêm một cái quạt tản nhiệt nữa, sẽ tốt hơn. Hiệu ứng bóng đổ các thứ đẹp nhờ.
thực sự cái khung viền nó nóng lắm rồi các bạn. Mình chưa được khoảng 14 phút, hiện tại còn 61% pin. Ui, nóng quá. Nhiệt độ mặt trước 47,4 độ. Ui ôi. Nhiệt độ mặt sau 45,5. Nhiệt độ khung viền 46 độ. Biểu đồ Genshin đây các bạn, nó không thẳng tắp đâu, có khá là nhiều chỗ nó tụt xuống. Tuy nhiên, đa phần nó sẽ nằm ở mức tầm khoảng 5-60. Và FPS trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 57,8. Vừa rồi là video mình có test lại hiệu năng trên Snapdragon 6. Đấy các bạn thấy không? Nói chung là nhiệt độ thì vẫn thế thôi, Snapdragon 888 nó nóng quá. Còn về khả năng trên game mình không có gì để chê cả. Chúng vẫn sẽ có một cái hiệu năng vẫn đỉnh, vẫn trên game Genshin, PUBG, các game nặng vẫn rất là ổn. Phải chăng thì về cái nhiệt độ mình vừa trao đổi bạn đấy, ở cái phần màn hình này nó nóng hơn khá là nhiều so với lại cái khung viền và cái mặt lưng. Cái nhiệt độ ở trên Snapdragon 6 nó có cải thiện, tuy nhiên nó không đáng nhiều đâu. Mặc dù là Snapdragon 8 Plus Gen 1 nhưng mà do hệ thống tản nhiệt nó chưa được tốt cho lắm, thành ra thì nhiệt độ vẫn nóng. Đừng quên cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.